Hướng đến kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 tại nhà thi đấu thể thao trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Vũng Tàu, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thao ngành giáo dục năm 2023. Hội thao thu hút sự tham gia của 14 đoàn với hơn 500 vận động viên là cán bộ, giáo viên và nhân viên toàn ngành. Các vận động viên tham gia hội thao ngành giáo dục tranh tài ở 3 bộ môn thi đấu là bóng chuyền, bóng bàn và cầu lông. Trong đó, môn bóng chuyền thi đấu ở nội dung nam, nữ, môn bóng bàn và cầu lông sẽ thi đấu ở các nội dung đơn nam, nữ, đôi nam, nữ và đôi nam, nữ. Dự kiến hội thao sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 12 tháng 11. Đây là hoạt động truyền thống của ngành giáo dục đào tạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhằm duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ trong đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý. Đây cũng là dịp để cán bộ giáo viên, nhân viên ngành giáo dục các địa phương, các bậc học thi đấu, giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm và tăng cường tình đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau, xây dựng nếp sống văn hóa vui tươi lành mạnh trong các nhà trường.